Cú phá bi rất uy lực của John Mora đã tìm được tới hai bi mục tiêu rơi xuống lỗ là con bi số 5 cùng với con bi số 2. Con bi số 10 đang nằm ngay trước cửa lỗ rồi. Và ý tưởng của cầu thủ người Canada trong cái pha vừa rồi hoàn toàn có thể là lấy mặt con bi số 1 để carom con bi số 9. Sẽ tiếp tục là một tình huống đánh phòng thủ của Joshua Filler và đây là một pha phòng thủ rất tuyệt vời. Quyền bắn dành cho Joshua Filler, con bi số 1 thành công rồi, bây giờ là con bi số 3. Và sẽ là lựa chọn đẩy con bi số 10 đi để ăn con bi số 3. Những con bi trên bàn đều đang tương đối là thông thoáng dành cho Joshua Filler. Bi số 6 hoàn toàn có đường riêng về lô góc bên phía tay phải phía dưới. Điều lên 7 rất hợp lý rồi. Rất mượt mà. Tới từ Joshua Filler. Rack thi đấu thứ hai của Joshua Filler. Cú phá bi đầy uy lực. Nhưng đáng tiếc đó sẽ là một cú drive break của Joshua Filler. Nhưng ngay lập tức thì con bi số 1 cũng không còn đường. Đẩy luôn con 10 xuống lỗ hay chăng đây? Rồi. Là anh ta có thể thực hiện cú bắn này. Chạy đạn thôi. Hay là tấn công đây? Vừa công vừa thủ được luôn. Vừa công vừa thủ được luôn. Một cú A băng đáng tiếc của John Mora. Chắn rồi, ăn con năm lựa chọn sẽ là lỗ giữa với một cái vị. Phát này thì lựa chọn của Joshua Filler có phải là thực hiện cục combo hay không đây? Thì chắc chắn là còn nguyên rồi. Quyết định là sẽ ăn con 9 đường xa tới từ Joshua Filler. Điều cái từ 7 ra 9 quá hợp lý tới từ máy bắn bóng người Đức. Quá hay tới từ Josh Filler. Không có khó khăn nào cả, chắc chắn là như vậy rồi. 2-0 dành cho Joshua Filler ở trong set thi đấu đầu tiên. Khẳng định được rằng mình là top 1. Tuy nhiên thì chắc chắn là sẽ phải phá cái hình bi này ra rồi. Nhưng có thể giấu được con bi cái đằng sau lưng con bi số 10 hay không? Và câu trả lời là không. Joshua Filler với một ý tưởng đánh tấn công luôn. Oh! John Mora với một cú phóng ngọn cực kỳ tự tin và rất dứt khoát. Liệu rằng John Mora có thể xử lý được cái bàn bi này hay không? Vẫn là một con bi khó. Con bị bắn đường xa. Trở về trận đấu mà chúng ta đang theo dõi thì Joshua Filler không có ý tưởng gì tuyệt vời hơn cho con bi số 4 này cả. Và sẽ là cơ hội dành cho John Mora. Cơ hội rất là rõ nét để John có thể lấy về điểm số đầu tiên của mình. Sẽ cần phải điều chỉnh má để còn điều ra 8 nữa. Chính xác tới từ John Moran. John Moran sẽ có cho mình điểm số đầu tiên. Rất uy lực. Con bi số 8 không rơi xuống lỗ, không có bi nào rơi rồi. Cú drive break của John Moran, quyền bắn sẽ được nhường cho Joshua Filler. Biết liệu rằng là John Mora có phá hộ cho Joshua Filler hay không đây? Cơ hội lớn mở ra dành cho Joshua Filler để có thể giành chiến thắng thứ ba dành cho mình ở trong set thi đấu đầu tiên. Joshua Filler.
Ôi, đẹp luôn rồi. Đè vào băng dài bên phía tay phải ra thôi. Vậy là thẳng thì trô về, con bi cái xuống băng ngắn phía dưới lên con 9. Rất hợp tình hợp lý tới từ Joshua Filler. Trời ơi, ra con 10 miễn chê rồi. Tỷ số sẽ là 3-1 dành cho Joshua Filler. Rồi ok, chúng ta sẽ tới với cú phá bi của Joshua Filler ở trong rack thi đấu thứ 5 này. Vậy sẽ lại là một cú dry break rồi. Còn Mora có muốn tấn công luôn hay không đây? Tấn công luôn. Không được. Carom, vâng, lựa chọn là Carom. Carom chính xác tới từ John Mora. Phía dưới này không biết nó có còn không ta. Thậm chí rằng gãi được luôn rồi. Vâng, rất tuyệt vời tới từ John Mora. Ôi, nhưng mà lại ghép con 10 sát vào con bi số 9. Xử lý 5 điều 6 chính xác. Ý tưởng của John Mora sẽ là như thế nào đây? Rồi, bắt đầu tính đường rồi. Và không, vậy là tính đường sẽ ăn con bi số 9 về cái lỗ góc. Xin các bạn về cái lỗ giữa bên phía tay phải. Xử lý đường ra cho con bi cái quá tuyệt vời tới từ cầu thủ người Canada. Chiến thắng như vậy. Cú phá bi là tương đối tơi của John Mora nhưng lại không có bi mục tiêu rơi xuống lỗ. Ở đường này tấn công luôn. Cái di chuyển như thế nào đây? Và có sai số hay không đây? Có sai số tới từ Joshua Filler với tỷ số 2-0 ở set đấu đầu tiên. Rồi Fedogot đang hòa 2 đều. Wu Kunlin thì đang dẫn trước 3-0. Những cái cú sút tên này mà hỏng thì sẽ rất đáng tiếc, nhưng không hỏng được bởi vì pha đó rất thẳng rồi. Chắc chắn rồi, mở đường ra 8 đẹp keng luôn, xả cái vào băng. Cụ thể là cái băng ngắn phía dưới để lên ăn cho mình con bi số 9. Con bi số 9 cũng sẽ được hướng về lỗ giữa luôn, nhưng mà pha này thì con bi cái đang hơi bị tụt mất rồi. Vẫn sẽ cần phải xử lý con bi cuối cùng dành cho John Mora, chỉ cần nắn nót một chút thôi là ra. Và đúng là đã ra rồi. Tỷ số chuẩn bị được cân bằng là 3 đều dành cho John Mora. Không có sai số nào ở đây cả. Chúng ta sẽ cùng phải tới rack thi đấu cuối cùng của set 1. Bi số 1 đã được ép về phía lỗ giữa. Bi số 2 đã có đường. Cơ hội vô cùng lớn dành cho John Mora ở trong rack thi đấu thứ 7 của set 1 này. Ok, bi số 3 được xử lý chính xác tới từ John Mora. Cái va chạm thực hiện cú combo 4 vào 5. Chính xác tới từ John Mora, ra được một vị trí cũng tương đối là thuận lợi rồi. Về câu chuyện về lý do vì sao mà anh ấy lại phá một tay và bắn một tay như vậy. Đó là vì cái chấn thương của anh ấy. Đó. Một cái va chạm không thực sự quá tốt. Có luôn. Có luôn. Và đó là John Mora, người đang bị dẫn trước 1-0 ở thời điểm hiện tại. Bi số 1 đã được ép về lỗ giữa. Bi số 2 có đường. Nhưng quyết định của Joshua Filler sẽ là chạy đạn. Và đó là một tình huống chạy đạn chính xác của Joshua. Cú sút tê con bi số 2 của cầu tay xa và đặt khó như thế này. Rồi.
cũng chưa thực sự quá là uy tín tới từ Joshua Filler khi mà con bi số 2 nó vẫn hở John Mora với con bi thử thách, con bi đường xa thua 0-1. Rồi, Joshua Filler vào bàn và ngay lập tức là đánh tấn công luôn con bi số 2. Sẽ là một cú đẩy cú lê. Bị cái bật băng ngắn phía dưới nổi lên. Và rồi ăn được cả hai con luôn. Tại vì chúng tôi cũng đang có hai luồng sóng của hai trận đấu rất là hấp dẫn. Là trận đấu mà các bạn đang theo dõi đây. Đấu nào cũng hay cả. Qua đầu 9. Rồi rất hay tới từ... Để cập nhật live score thì các bạn khán giả có thể lên trang chủ của Predator để cập nhật live score cũng như là kết quả các trận đấu. Trong khi đó thì trận đấu của anh Nguyễn Phúc Long. Lần này thì không ép được con một vào lỗ giữa nữa rồi. Ấy ấy ấy. Ồ không được rồi, con một đã không rơi. Cú A băng không hợp lệ của John Mora. Quyền đặt bi cho Joshua Filler. Nâng tỷ số lên thành là 2-0 ở trong set 2. Nhưng mà có một cái điểm cần phải ghi nhớ. Và chính Joshua Filler sẽ cần phải ghi nhớ bị lội ngược dòng nha. Nên là sẽ cần phải nắn nót nhiều hơn ở trong cái... Rồi ok, tầm này thì sẽ không có sai lầm nữa đâu. Giống như ở set đấu đầu tiên mà thôi. Và bây giờ hãy quay trở lại với Joshua Filler và John Mora. Cú phá bi của máy bắn bóng người Đức. Và lại là một cú phá bi khô đét luôn. John Mora. Liệu rằng là John có làm được hay không đây? Cú đẩy này cần phải né va chạm với con 10. Ồ, chính xác tới từ John Mora ra đẹp luôn cho mình con bi số 3. Đó, chúng ta thấy rằng là cái lực đòi hỏi những cú phá bi mạnh và nhiều lực. Rồi, câu trả lời là có. Vị trí ra 7 rất đẹp tới từ John Mora. Vừa đủ xinh luôn. Một cú trích nhẹ nhàng lên phía con bi số 8 và sẽ là điểm số đầu tiên dành cho John Mora ở set thi đấu thứ hai. Xử lý chỉ cần chính xác con bi 9 thôi. Vâng. Nữa chúng ta nhìn thấy kịch bản giống như set đấu đầu tiên. Joshua Filler vươn lên dẫn trước nhưng sau đó là thế bám đuổi và lội ngược dòng. Rất uy lực. Nhưng mà quan trọng là phải có bi rơi xuống lỗ cơ. Chứ nếu như chỉ là một cú dry break thì bây giờ sang set 2 rồi. Rồi ok. Bây giờ quyền vào bàn của Joshua Filler và Joshua đang con bi số 6 sẽ là một con bi cần phải được xử lý tốt này. Nhưng mà thực ra nếu như mà không cần ăn con 6 cũng được. Bởi vì là con 6 thì có thể được combo vào con bi số 10. Phúc Long thì đã nhận thất bại ở trong trận đấu đầu tiên trước Skyler Woodward. Tại giải đấu này của chúng ta. Với cú phá bi của Joshua Filler, cú phá bi quan trọng. Ở trong cái set thi đấu thứ hai này. Nào ra con ba như nào đây, ra con ba hơi bị tuột tuột quá nhiều là đằng khác. Sẽ là một tình huống đánh phòng thủ tới từ Joshua với ý định là ghép con bi cái ra đằng sau lưng con bi số 10. Không được như ý muốn nhưng như vậy cũng là tương đối rồi. Quyền bắn dành cho John Mora và John Mora có muốn đánh tấn công hay không đây, và John Mora muốn đánh tấn công. Con bi số 3 đã được xử lý tốt nhưng lại bị tuột mất con bi số 4 rồi. Bi số 4 sẽ hơi khó một chút dành cho John. Hay là sẽ cần con 4. Cần con 4 luôn tới từ John Mora. Không phòng thủ để làm gì cả. Bị dẫn trước nhưng mà không có vấn đề gì cả. Bi số 6 được xử lý thành công. Ra bi số 7 cũng là tương đối đẹp rồi. Vâng. Phải thả hẳn vào băng luôn bởi vì cái má đó của con 7 là hơi nặng.
cú trổ về rất mềm mại của John Mora, điều 8 ra 9. Sẽ không cần phải làm gì khó khăn cả. Rồi, một tình huống cú lên một băng rất hợp lý tới từ John Mora, ra con 10 thẳng căng luôn rồi. Thứ hai dành cho vận động viên người Canada. Vì nếu như Fabi sai lầm thôi, Fabi lỗi thôi là Joshua Filler sẽ có thể giành chiến thắng. John Mora đang rất cần cú Fabi này phải tốt. Bi số 1 đã được ép về phía lỗ giữa. Bi số 2 đã có thể nhìn thấy được rồi. Cơ hội rất lớn dành cho cầu thủ người Canada để có thể cân bằng tỷ số trước. Cũng đang thi đấu trận đấu song song. Đầu con 9. Xử lý lực rất chính xác tới từ John Mora và cái sẽ không bị nằm côn băng. Còn bi số 5 sẽ cần phải có sự tính toán tới từ má chém lỗ giữa cũng mỏng tương tự như vậy. Rồi, quyết định là đánh phòng thủ. Joshua Filler cũng sẽ có va chạm. Cái va chạm này nó sẽ mở ra con bi cái như thế nào đây? Con bi cái vẫn sẽ có thể xử lý được con bi số 7 dành cho John Mora. Ôi, nhưng mà đã có sai số của John Mora. Và ui, hơi đáng tiếc cho Joshua khi mà pha xử lý con 7 vào lỗ giữa là hoàn toàn có thể. Chắc chắn rồi. Ui. Bi số 8 đã được xử lý chính xác và ra cho mình con bi số 9 cũng là rất đẹp rồi. Ở trong set thứ hai tới từ John Mora. Copini thì đối đầu với cả Tyler Steyer và đang bị dẫn trước 1-0 ở set 1. Và set 2 thì cũng đang bị dẫn 1-0. Cú phá bi của John Mora đã tìm được bi số 1 rơi xuống lỗ nhưng con bi số 2 thì đang bị cầm chân lại bởi con bi số 5 và bi số 7. Vẫn sẽ nhìn thấy được con 2 tới từ John Mora và con bi cái sẽ được giấu đằng sau lưng con bi số 10. Bao giờ mới ra được con 2 đây? Lỗi rồi. Các trận đấu khác thì Nguyễn Phúc Long của chúng ta đang bị dẫn trước 1-0 về tỷ số set và chúng ta sẽ trở lại với trận đấu này. Quyền vào bàn của John Mora mà đi hết cái bàn này thì lại là lội ngược dòng trước Joshua Filler. Và tiễn Joshua Filler nửa đường ra khỏi Las Vegas luôn. Rất là điềm tĩnh tới từ John Mora và đang bị thất thế trước Skyler Woodward. Vị trí ra 7 tôi đánh giá rằng là không thực sự quá đẹp nhưng mà như vậy là ổn rồi. Sẽ là một cú đẩy hai băng. Ra thẳng căng con 8, cắm đầu gậy trô thẳng về lấy má dưới con 9. Bây giờ là tiễn Joshua được đi được nửa đường rồi đấy thưa các bạn. Và không thể nào sai được nữa rồi. Đánh bại Joshua Filler. Filler out. Màn trình diễn thật sự là cực kỳ thuyết phục của John Mora.